Hello toàn thể các bác. Hôm nay một cái video đầu xuân về cái dòng cạm chuột 9cm. Em xin chi tiết một chút để các bác nhà mình mà đang quan tâm tới cái vụ đi đánh chuột này, các bác hãy tham khảo cho mình một cái dòng cạm hiệu quả nhất, bền nhất và cái dụng cụ nào để các bác sử dụng được cho nó hiệu quả nhất. Thì các bác hãy xem qua cái dòng cạm chuột 9cm này. Đây là mẫu cạm 9cm. Ở cái dòng cạm 9cm này thì bên cơ sở em Thảo Săn Bẫy đã chuyển đổi sang một cái dòng kẹp mới. Đấy, các bác hãy theo dõi một chút để ý thì các bác biết là đây là một cái mẫu kẹp rất chi là đẹp. Bản nó sẽ rộng hơn trước, độ dày sẽ dày hơn, tất cả sẽ dày đẹp hơn. Và lẫy chốt thì cũng sẽ làm chắc chắn hơn rất chi là nhiều. Đây là các bác này, những cái lỗ đột để giúp cho chiếc kẹp của bác sẽ bền. Đấy, và cái đường chốt của cái đĩa này cũng rất chi là chắc chắn nhá. Vành dày hơn, tai dày hơn và sẽ khỏe hơn rất nhiều so với những cái mẫu cạm loại cũ. Thì bên cơ sở em cũng đã cung cấp những cái dòng cạm chuột đấy trên toàn quốc rất chi là nhiều và cũng được các bác cả nước quan tâm đặt hàng. Thì em luôn luôn đưa lên tới những cái chất lượng tầm cao để các bác sử dụng làm sao cho nó bền nhất. Thì đây là cái dòng kẹp chuột 9cm dành cho các bác chuyên nghiệp đi săn chuột đồng để thịt hoặc là bán. Đấy, rất chi là hiệu quả. Có bác chia sẻ thì một tối các bác đánh được cả 10kg chuột. Một kg chuột đã là 100 mấy chục ngàn rồi. Đấy thì hiện tại thì hôm nay đang là mùng 5 Tết, chắc chắn là các bác vẫn đang nghỉ Tết. Năm nay thì dịch bệnh nhiều bác cũng nghỉ không đi làm được. Thì các bác hãy sử dụng vài chục chiếc kẹp 9cm này, vừa là để đi giải trí mà vừa là để diệt chuột phá hại mùa màng. Thì bên cơ sở em Thảo nhận ship trên toàn quốc nhé. Số điện thoại của em sẽ là số đây. Em Thảo Săn Bẫy giá rẻ các bác ạ. Số điện thoại chính của Zalo là số này. Các bác hãy kết bạn Zalo với em để xem những cái sản phẩm của bên em trước khi đặt hàng. Và bên cơ sở em thì có rất nhiều những cái dụng cụ kẹp chuột khác nhau. Thì với cái mẫu này thì đang được gọi là cái mẫu siêu hiệu quả mà được các bác nhà mình sử dụng rất chi là nhiều. Có bác thì sử dụng cả mấy trăm chiếc, có bác thì sử dụng 1-20 chiếc, tùy thuộc theo các bác nhé. Các bác mua bao nhiêu em cũng gửi tới tận nhà các bác. Đấy, nếu như các bác mà không mua 50 chiếc thì em sẽ miễn phí ship 100%. Các bác mua 50 chiếc sẽ miễn phí ship nhá, 400.000 trên 50 chiếc. Còn đối với các bác mua 1-20 chiếc thì các bác sẽ mất phí ship. Và cạm nhà em thì toàn bộ sẽ làm mẫu mới, đẹp dày như thế này hết, giúp các bác đánh hiệu quả, bền. Thì các bác hãy sử dụng cái mẫu này. Đấy, và các bác ở trên mọi miền Tổ quốc khi xem được cái video này nhà em đang cần tới cái mẫu cạm chuột này, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video của nhà em về tất cả những cái dòng cạm khác nhau. Đây là mẫu 9cm, em còn có mẫu 12cm, 14cm, 16, 20, 22, 25 và 33. Đấy là tất cả những cái dòng cạm kiểng của bên em. Thì là một đại lý chuyên cung cấp và phân phối trên toàn quốc. Các bác mua ít mua nhiều cứ liên hệ, em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác. Các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Số điện thoại thì em lại để một lần nữa để các bác lưu nhé. Nếu như các bác mà lớn tuổi thì các bác hãy lưu luôn số điện thoại này của em vào, để lúc nào các bác cần cái thì sẽ có số điện thoại alo luôn. Kết bạn Zalo với em số này nhé, để xem tất cả những cái dụng cụ đi rừng, những cái dụng cụ đánh cá dưới nước của bên cơ sở shop em Thảo Săn Bẫy giá rẻ bên em. Em xin kết thúc video ngắn. Các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón nhận tiếp những cái video của bên em về rất nhiều những cái dụng cụ hay để các bác nhà mình tham khảo trong cái dịp đi bẫy này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Chào các bác ạ.